Xin chào mọi người, hôm nay thì em sẽ tổng hợp một số cái mặt hoa đẹp để cho các bác các anh chị chúng ta sưu tầm nha. Thì hôm nay cái clip thì sẽ lên 5-6 cái loại mặt hoa, 5 cánh trắng, các loại kỳ. Thì các bác các anh chị thích mua loại nào thì liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề. Thì giá các kỳ hôm nay thì nó dao động từ 500 ngàn tới 800 ngàn, rồi 1 triệu mốt là cao nhất thôi nha mọi người. Rồi, đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người, đó là cây 5 cánh trắng mắc mờ bụi vịt. Cây này thì nguồn gốc nó là từ khu vực rừng Con Tum nhé mọi người, và được anh Bùi Việt ở Đắk Lắk sổ ra. Phải nói là một cái mặt hoa nó cho cái đôi mắt hồng rất là đẹp, nên là có cũng chính vì cái đôi mắt nó đẹp nó mờ vậy nên là mới có cái tên gọi là 5 cánh trắng mắc mờ mọi người. Còn Bùi Việt thì tức là cái tên là do người sổ cây ra ta đặt nha. Rồi mỗi cây thì có giá là 500 ngàn thôi nhé mọi người, nó tầm cỡ 5-6 cent ha. Đây, cây ươm tự nhiên rất khỏe. Rồi, mặt hoa thì em sẽ chen vào trong clip để các bác anh chị chúng ta cùng ngắm luôn nha, cùng cảm nhận được vẻ đẹp. Hoa thì nở tại vườn rồi, nên là chia sẻ cho mọi người giống nó cũng rất an tâm. Rồi, cây đây là những cây ươm tự nhiên rất là đẹp nha mọi người. Đó, đây, các bác anh chị nhìn khỏe mập mạp, cứng cáp. Rồi, đây thì 500 ngàn một cây thôi, 5 trắng mắc mơ bụi vịt. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là cái cây bệt mặt trời nha mọi người. Cây này thì trước thì giá trị nó rất là cao, phải vài chục triệu một cây luôn, nhưng mà đến bữa nay thì em nghĩ là cái mức giá nó cũng khá là ok để cho các bác anh chị chúng ta có thể sưu tầm một cái mặt hoa đẹp. Và mỗi một cây đây nè, mỗi cây đây thì có giá là 1 triệu mốt nha mọi người, có tên gọi là bệt mặt trời. Cây này là một cái cây mà nó kết hợp rất là nhiều yếu tố của một cái bông giả hạt đột biến đẹp, nó tập trung vào một bông hoa luôn. Tức là nó là một cái cây vừa lưỡi bệt nha, vừa mũi trắng mà vừa 5 cánh trắng nữa. Nó kết hợp nhau tạo nên nét đặc sắc rất riêng biệt cây này ha. Và nguồn gốc cây thì nó là một cái cây của rừng Lâm Đồng nhé mọi người. Đây, thì cây 1 triệu mốt đây nhé mọi người. Đó, cây ươm tự nhiên nha. Nói chung thằng này thì nó cũng tầm cỡ 2-3 cent thôi, nhưng mà được cái cây ươm tự nhiên nó rất khỏe. Đó. Rồi, giá là 1 triệu mốt một cây nhé mọi người. Giá bữa nay rất là rẻ rồi. Thời kỳ đầu nó phải năm gọi là 40-50 triệu một cây mới được động vào luôn á. Rồi, cây bệt mặt trời mọi người ha, 5 cánh trắng, mũi trắng, lưỡi bệt, bệt rất đẹp. Tiếp theo thì em có một cái cây 5 cánh trắng đắc côi nhé. Đây, cây này 5 trắng đắc côi thì hoa phải nói bay cong vút luôn. Nghe mọi người nghe từ đắc côi là biết xuất xứ vùng miền rồi ha. Nó là một cái cây 5 cánh trắng của rừng đắc côi Con Tum. Hiện tại thì cây này chắc dài phải tầm 20 cent đó mọi người, không phải ít đâu. Cây này thì có giá là 900 ngàn nha. Hoa thì phải nói là quá đẹp luôn, hoa bay tóc váy luôn mọi người. Không biết sao cái mặt hoa này nó bay kinh khủng lắm. Mấy lần nở hoa nó đều bay cong vút này hết. Rồi. Đây, cái cây này thì có giá là 900 nha. Bạn nào anh chị nào muốn chúng ta muốn sưu tầm hàng độc hoa đẹp của rừng Tum thì có thể liên hệ em. Rồi, cây 52 luôn, cũng là cây ươm tự nhiên. 5 cánh trắng đắc côi giá là 900 ngàn. Tiếp theo là em sang một số cái mặt hoa đẹp đây nữa. Là cái cây 5 cánh trắng ruby, hay còn gọi là 5 cánh trắng duyên phận nha. Đây mọi người xem. Đó, cây này thì nó cũng tầm cỡ 3 cent thôi. Nhưng mà cũng là một cái cây ươm tự nhiên rất là khỏe, về để các bác anh chị chúng ta làm giống. Hoa thì phải nói là rất là đẹp đặc biệt. Đây, em sẽ che cái hình hoa nở tại vườn cho mọi người cùng ngắm nha, để các bác anh chị chúng ta có thể là cùng xem mặt hoa, cùng cảm nhận coi được cái vẻ đẹp nó. Bác nào chưa có chúng ta có thể sưu tầm thêm. Nó cũng là một cái cây rất là giá trị. Thứ nhất là giá trị về mặt thương mại, và thứ hai là giá trị về cả mặt nghệ thuật nữa. Nhìn vào mắt hồng, 5 cánh trắng mút, mũi hồng rất đẹp. Rồi đây, mỗi một cây vậy thì giá là 800 ngàn nhé mọi người. Rồi, đây. Cây này kênh gọi 5 cánh trắng ruby, hay còn gọi là 5 cánh trắng duyên phận nhé mọi người. Đó, 800 ngàn cây. Tiếp theo là một cái mặt hoa cũng rất là nổi tiếng đó, và được em chia sẻ rất nhiều lần. Và nó có tên gọi là 5 cánh trắng hồng yến nha mọi người. Cái mặt hoa này thì phải nói là đẹp khỏi phải bàn luôn mọi người. Em chèn cái mặt hoa vào để mọi người chúng ta cùng xem ha, để các bác anh chị chúng ta thấy được cái vẻ đặc biệt của cây này. Nói chung là chỉ cần nhìn cái mặt hoa thôi là đảm bảo là các bác anh chị chúng ta thích ngay. 5 cánh trắng mút, mũi gọi là đạt tới trạng thái mũi trắng luôn. Thằng này mấy ngày đầu nở thì hơi đục đục tí, nhưng mà sau đó là mũi trắng tinh, rất đẹp. Rồi, đây là những cái cây ươm tự nhiên nhé. Cây nó tầm cỡ 2 cm tới 3 cm thôi mọi người, nhưng mà được cái là mập khỏe. Về mấy cây này, về mọi người chỉ cần trồng qua một cái mùa
tiếp theo thôi là nó lên mầm gốc lực lắm. Và đặc biệt là cũng vẫn còn một số mắc ngủ trên những cái thân tơ đây, thì mọi người có thể là vừa làm mầm gốc vừa kết kỳ được. Mỗi một kỳ vậy thì có giá là 800 ngàn nhé mọi người. 800 ngàn kỳ, nó tầm cỡ 2-3 cm thôi. Đây, nhưng mà là cây ươm tự nhiên, khỏe đẹp mọi người nha. Đó, đây, đó, những cây này. Đó. Bởi như có những cái cây to hơn thì giá nó 1,5 triệu lận. Nhưng mà em nghĩ là cái cây mọi người sưu tầm những cái cây tầm 800 ngàn đây là chúng ta cũng vừa chơi rồi. Giá nó cũng đẹp phải chăng mọi người ha. Rồi, đó là cây năm cánh trắng Hồng Yến, một cái mặt hoa rất nổi tiếng. Tiếp theo là mặt hoa mắt đỏ cánh bầu đại nhé mọi người, hay còn gọi là mắt đỏ hoa bình. Nó là một cái cây cánh bầu, lưỡi mắt đỏ rất là to luôn, rất to tròn luôn. Mỗi một cây, mỗi một chậu này nè thì có giá là 250 ngàn thôi nhé mọi người. 250 ngàn một chậu đây, đây mọi người xem. Cây thì đã được trồng khỏe rồi. Về các bác anh chị chúng ta làm giống và cây nó cũng đã rất lớn rồi, về mọi người hoàn toàn có thể là kết cây kết hoa trong mùa này ha. Thì những cái mặt hoa này thì nó đều đã nở hoa tại vườn nhà em rất nhiều lần rồi. Đó. Rồi, một mặt hoa đẹp nhé mọi người. Đó, giá chỉ có 250 một chậu thôi. Đây, 250 một chậu thôi. 250. Đó. Rồi, mọi người mua thì em sẽ chọn những chậu khỏe đẹp gửi cho mọi người nha. Đó. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Cái mặt hoa này em nghĩ là một cái mặt hoa đẹp và giá nó không phải chăng, dễ sưu tầm nữa. Đó, thì... hôm nay thì có mấy mặt hoa đấy, thì mọi người mua thì liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nha. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip và các loại mặt hoa tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ. Xin chào mọi người nha.